Chào quý vị, chúng tôi trở lại với phần 3 nhưng cũng liên quan đến cái phần 2 về các cái phong tục. Bây giờ trong phần 3 là tín ngưỡng trong ngày Tết như thế nào? Thì chúng tôi cũng có những chúng ta có thể là những cái điểm lành, những cái điều kiêng kỵ, thì không biết là bây giờ chúng ta sẽ trở lại với hiện tại. Dạ, Thì anh kính thưa Trung. quý vị, để tôi để tiếp tục theo để tôi nói vấn đề nghe là tính của ngày Tết thì thường người ta tín ngưỡng dữ lắm, tin tưởng những cái gì mà nghĩa là mới lạ, những cái gì mà đầu năm, cái đầu đầu năm bắt đầu đầu năm á, là mình phải nghĩa là cái đó là cái đem cái điềm lành cho mình, để đem những cái gì lợi 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 tốt đẹp cho mình, thì mình phải nên mình phải đón nhận những đó để mình đón giao thừa. Rồi mình đón giao thừa rồi á, mình đón rồi á, thì mình tất cả những cái gì mà cái năm cũ đó mình bỏ trôi qua, mình không nhớ nữa. Dẫn những ta đã thậm chí đến cái mà những cái chuyện mà mình có sự mà mất lòng cho bạn bè của mình, thì cái ngày qua cái ngày mùng 1 đó là ngày đầu năm đó, mình cũng hỷ xả hết tất cả những cái gì, mình cũng phải thông thông cảm để mình đón nhận những cái tốt đẹp của cái điềm lành của năm mới, nên là làm ăn cho được phát đạt, cho được tốt đẹp. Thì tất cả cái gì đó đều như đã dồn hết tất cả vào cái mùa năm mới của mình. Cảm ơn hiện tại rất là nhiều. Hiện tại Hoàng Trung xin kính mời Hòa Thượng Thượng Viện. Những cái điều kiêng kỵ, những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ mang đến sự lành, hoặc là những cái điều mà chúng ta kiêng kỵ là không có nên làm trong 3 ngày Tết đó, thì đối với cái vấn đề tín ngưỡng trong ngày Tết của chúng ta thì chúng ta nhìn những cái đó như thế nào? Thật sự là, lẽ ra thì những điều không tốt đều phải tránh hết, không phải là chỉ có mấy ngày Tết mà toàn thời gian đều tránh hết. Nhưng mà nói như vậy ấy, thì con người của mình đã trở khác rồi, có thể nó trở thành thánh, thành hiền gì rồi. Nhưng mà mỗi con người của mình nhân vô thập toàn. Do vậy cái sự kiêng cử ngày Tết, nhiều cái cách kiêng cử tùy theo phong tục tập quán và tùy theo từng vùng, từng miền, và thậm chí dựa trên tùy theo đức tin nữa. Riêng cái người Phật tử phải nói rằng cái không có kiêng cử theo cái kiểu bên ngoài, nhưng mà kiêng cử từ trong lòng của mình, tức là làm sao thế là nhất, đặc biệt là cái ngày đầu năm á, nói mở miệng nói ra sao thì giảm thiểu tối đa cái điều không tốt, và làm cũng vậy, giảm thiểu tối đa làm điều không tốt. Và giờ, do vậy cái trong tư tưởng của mình phải nhớ rằng chúng ta phải hiền thiện, chúng ta phải từ bi, chúng ta phải lịch sự, chúng ta phải hiểu biết. Do vậy chắc chắn là cái ngày Tết đòi hỏi chúng ta phải có sự cẩn trọng. Nếu mà cha mẹ ông bà mình chỉ nói cẩn trọng 3 ngày Tết, chỉ 3 ngày Tết là chưa chắc mình đã cẩn trọng đủ nữa, mà nếu mà 365 ngày thì chắc cũng không ai dám, không ai đủ sức để kiêng cử mà cha mẹ nhắc bên. Và thậm chí cha mẹ cũng không phải là cha mẹ cũng làm tốt 365 ngày. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng Huyền Việt rất nhiều. Dạ, kính mời Linh Mục Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta nghĩ đến sự mà kiêng cử rồi mình cảm thấy giống như cái vấn đề mà có vẻ nó hơi tiêu cực, và nhưng mà nếu mà mình làm nghĩ cái mà tích cực hơn thì nghĩ là làm sao mình làm nên làm điều tốt cho người xung quanh, qua cái lời nói nó như thế nào để mà nói ra những lời nói tốt đẹp, thay thay vì nghĩ đến phải kiêng cử, mình nghĩ là hãy làm những điều tốt cho người xung quanh, hãy bày tỏ cái sự mà quan tâm lo lắng của mình cho người khác, thì nó không còn trở thành một sự mà đè nặng trong tâm hồn, nhưng mà được cái sự mà cởi mở vì Chúa soi sáng hướng dẫn. Nên là khi mình làm tốt như đó, mình chúc phúc cho người khác và đồng thời cũng nhận là được những sự mà chúc phúc. Thí dụ giống như là mình kính trọng người khác, mình thăm viếng người khác vì do cái lòng của mình quan tâm đến họ, hoặc là mình kính trọng người khác rồi mình mặc đồ lịch sự đàng hoàng để mà bày tỏ cái sự mà mình quan tâm, mình yêu mến người ta, hoặc là có cái sự mà chia sẻ với con nít qua sự mà lì xì chẳng hạn, thì bày tỏ với sự mình chia sẻ những gì mình có trong cuộc sống. Đó là những điều mà mình tích cực cần phải làm, thì giúp đó nó giúp cho cái đời sống hoặc là cái nhìn chúng ta nó có vẻ là tích cực hơn. Dạ, cảm ơn Linh Mục rất là nhiều. Dạ, đây cái đề tài này chúng ta nói rất là tốt, trong những cái vấn đề là nếu mà chúng ta muốn trong ngày Tết có những cái mới và những cái tốt đó, thì đối với người tín Chúa thì chúng tôi nghĩ là cái tốt cái mới nó phải đến từ bên trong, nó thay đổi từ bên trong và nó sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài, là cái tình cảm chúng ta, hoặc là cái điều lệ, cái tình yêu thương và cái sự biết ơn của chúng ta đến với những người xung quanh. Cho nên đối với chúng tôi thì
không phải là chỉ là một ngày, ngày trong 3 ngày Tết hoặc 7 ngày Tết không, hoặc 10 ngày Tết, mùng 10 không, từ 1 tới mùng 10, nhưng mà là 365 ngày đều là ngày mới hết. Và Chúa cũng nói sự đổi mới như thế này: đừng nói dối nhau, vì con người cũ của anh em đã chết, các hành động xấu xa đã bị khai trừ. Anh em đã được đổi mới, ngày càng hiểu biết và càng giống Chúa cứu thế, là Đấng đã tạo sự sống mới trong anh em. Trong cuộc sống ấy không còn kỳ thị chủng tộc hay chia rẽ vì hình thức lễ nghi tôn giáo, không còn phân biệt trình độ giáo dục hay là giai cấp xã hội. Vì có Chúa cứu thế mới là điều quan trọng, Ngài sẵn lòng tiếp nhận mọi người. Anh em đã được Thượng Đế lựa chọn và yêu thương, nên hãy đối xử với mọi người với tấm lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, dịu dàng, nhẫn nại. Đừng hận thù nhau, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em. Vượt trên mọi đức tính ấy, tình yêu thương là mối dây liên kết toàn hảo. Chúng ta trong những ngày Tết thì chúng ta cũng thường chúc nhau, hoặc là nói những điều tốt đẹp về nhau, hoặc là bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô, với những người mình mang ơn trong những năm, hoặc là những người mình làm việc với họ, cộng tác viên, hoặc là người trong sở làm, tất cả những cái liên hệ, hoặc là gia đình, ông bà, cha mẹ. Chúng ta cũng có cơ hội để có thể bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ hoặc là con cháu trong nhà. Cho nên đây là những cái điều mà tôi tin chắc rằng người tin Chúa luôn luôn được sự đổi mới của Chúa, để chúng ta trong ngày Tết chúng ta có cơ hội để có thể thực hiện những điều này, là điều mà Chúa muốn con người đổi mới. Và qua cái phần tín ngưỡng trong ngày Tết đó, thì nói là làm sao để chúng ta có thể phát tài. Chúng ta thử thời vận bằng cách là chúng ta đánh bài hay là chơi cái gì đó đen đỏ gì đó, thì hoặc là chúng ta làm cái kiêng cự như thế nào đó, ví dụ như là chúng ta không có được quét nhà, vì quét nhà thì nó sẽ đi, tài lộc nó sẽ đi ra. Thì đây là những cái mà chúng ta kiêng cự. Nhưng mà đối với người tin Chúa thì chúng tôi có lời Chúa như thế này: phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Vì thế kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội của người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Thì nếu chúng ta là những người muốn được một năm thới thịnh, bình an, yêu thương và sức khỏe, cũng như đầy được ơn phước hay là được sự may mắn, thì chắc những cái lời này của Thượng Đế ban cho chúng ta, nó là người phước cho cái người nào chẳng có theo mưu kế của kẻ ác và không có đứng trong đường tội nhân, có nghĩa là chúng ta không có hợp đồng với tội nhân là những người làm ác như vậy, và chúng ta không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thì đây là cái những người mà cái chỗ mà chúng ta tránh, chúng ta không được đến. Và nếu mà chúng ta muốn được phước thì chúng ta hãy vui thích về những cái gì mà điều công chính mà luật mà Thượng Đế ban cho loài người trong Kinh Thánh, cũng như là chúng ta tìm hiểu về Ngài qua Kinh Thánh hoặc qua Hội Thánh của Chúa. Rồi người ấy nói là nếu mà người đó làm được như vậy thì người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Cây trái trong mùa Tết thì chúng ta thấy là tôi có cái cây này nó nở hoa đẹp lắm. Thì đây là cái lời chúc của chúng tôi, cũng như là lời tin tưởng của những người tin Chúa, rằng chúng ta cũng giống như cái cây. Nếu chúng ta thật sự ở trong cái muốn được cái cây đó được bông trái, được tốt đẹp, được khỏe mạnh đó, thì chúng ta cần phải ở trong cái sự đạo đức thánh thiện của Thượng Đế cho, và chúng ta có sống một đời sống công chính, yêu thương mọi người, tôn trọng mọi người, và theo lời của Thượng Đế, thì tôi tin chắc rằng đó là những cái may mắn và những cái điều mà chúng ta sẽ nhận được trong suốt cái năm tới của chúng ta, trong những ngày chúng ta có thể đón Tết, mùa Tết chuẩn bị cho năm mới, để chúng ta cũng nhìn vào trong năm mới với tất cả những cái điều mong ước là chúng ta sẽ làm theo, sống theo những gì mà Thượng Đế muốn, một sự công chính, tình yêu thương, công bằng, thì chúng ta có thể sẽ nhận được. Vì Chúa cũng là Đấng nói rằng chớ khinh dễ Đức Chúa Trời, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống đó.
Cho nên đó là điều mà chúng ta có thể tổng kết trong những cái vấn đề kiêng kỵ hoặc là những cái phong tục tập quán trong ngày Tết để mong ước có cái sự may mắn trong suốt năm. Chúng tôi sẽ tạm ngưng trong phần 3 này và chúng tôi cũng mong ước quý vị sẽ cùng với chúng tôi bước qua phần 4. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Kính chào quý khán thính giả.